Xin chào các bạn, tôi là Huỳnh Ngọc Thanh. Sau đây tôi sẽ đào tạo cho các bạn bộ video thiết kế website WordPress chuẩn SEO lên top Google. Okay. Xin chào các bạn, tôi là Huỳnh Ngọc Thanh. Trong video này tôi hướng dẫn cho các bạn tiếp theo của phần thiết kế website ra một cái trang chuyên nghiệp. Trong video trước là tôi hướng dẫn cho các bạn là cách để copy nó ra một cái trang mới. Tuy nhiên là sau khi các bạn làm xong thì nhìn cái giao diện này nó không có chuyên nghiệp. Nhưng tôi đã hướng dẫn là phải nó ra một cái trang nó cực kỳ chuyên nghiệp cho các bạn. Khách hàng nhìn vô là nó phải thật sự là chuyên nghiệp. Chứ nếu nhìn vô như thế này là nó quá dài và bên này nó trống trơn. Thì bình thường là các website của thị trường hiện nay nó tương tự như vậy. Tuy nhiên là tôi hướng dẫn cho các bạn cái cách để nó giao diện nó chuyên nghiệp hơn bằng cách làm như sau. Các bạn hãy quay lại cái nút này. Rồi, bước tiếp theo các bạn hãy ra phần bài viết mà các bạn đang chỉnh sửa này. Các bạn mở lại cái phần, bấm vào nút bài viết này. Các bạn hãy bấm vào nút bài viết nha. Và sau đó chọn cái bài viết của mình đang chỉnh sửa đó. Bài viết của mình đang chỉnh sửa nha. Sau đó các bạn bấm vào này, nút chỉnh sửa này. Bài viết của các bạn đang làm đó nha. Và các bạn mở lên. Tôi hướng dẫn lại này, các bạn đầu tiên là bấm vào nút bài viết này. Rồi, sau đó tìm đến cái bài mà các bạn đang chỉnh sửa đó, đang làm đó. Và bấm vào nút chỉnh sửa. Tiếp theo sau khi ra đến phần giao diện này đó, thì các em hãy nhìn xuống dưới đây nè. Hãy nhìn xuống phía dưới và kéo xuống gần phía dưới cùng. Chọn nó là cái giao diện này. Ở phần slide bar layout này, các em hãy chọn cái nút này. Chọn layout này, sau đó kéo lên trên. Trong phần giao diện nếu mà chưa chọn Elementor Full Width thì hãy chọn vào cái nút này. Rồi. Và sau đó là bấm vào lưu nháp. Ok, sau khi mà các bạn đã lưu vào lưu nháp xong thì quay trở lại cái bài viết mà mình đang làm đó. Các bạn cũng hãy bấm vào lưu nháp để lưu lại dữ liệu của mình trước. Sau đó các bạn hãy thử làm mới lại trang để xem. Đầu tiên là bấm vào cái nút này nè để lưu nháp lại nội dung mình đang chỉnh sửa. Rồi bây giờ này các bạn mở ra lại để xem là cái giao diện nó đang cũ là như thế này ha. Nó đang cũ là như thế này. Và bây giờ các bạn thử làm mới lại xem. Làm mới nó lại. Làm mới tải trang xong đó. Các bạn tải trang xong nha. Mở ra xem lại coi cái giao diện nó khác như thế nào ha. Bây giờ là đã khác so với lúc nãy rồi đó. Lúc nãy là nhìn vào nó không đẹp, không chuyên nghiệp. Khách hàng nhìn vô là nhìn thấy nó rất là xấu. Và sau khi thực hiện các bước thì nó ra như thế này. Các bạn đã thấy khác rồi đúng không? Ok, bây giờ anh sẽ tóm tắt lại các thao tác lúc nãy. Trước khi làm việc này thì bây giờ các bạn đầu tiên nha. Việc đầu tiên nhất là các bạn bấm vào bài viết. Tóm tắt lại trong phần video này các bạn nha. Đầu tiên, bước đầu tiên là vào bài viết. Bước thứ hai, đến cái phần bài viết mình muốn chỉnh sửa. Bấm vào nút chỉnh sửa. Sau khi ra giao diện này, bước thứ ba là kéo xuống phía dưới cùng để chọn cái layout theo kiểu này. Là bước thứ ba. Bước thứ tư là hãy lên phần giao diện này. Và bình thường nó sẽ đang ở mặc định. Các bạn hãy chọn là Elementor Full Width. Rồi bước thứ tư là ở phần này. Và bước thứ năm các bạn hãy lưu nháp lại. Hãy lưu nháp lại. Vì các bạn chưa đăng nên là các bạn lưu nháp. Còn nếu bạn nào đăng rồi thì nó sẽ có cái nút là đăng và cập nhật ở đây. Ok. Sau khi mà các bạn làm xong bước thứ năm thì các bạn qua bước thứ sáu là đây. Các bạn bấm vào sửa với Elementor ở phần này luôn. Nó sẽ ra cái bài mới luôn. Và sau khi qua bước thứ 6 xong là nó sẽ ra một cái giao diện mới hoàn toàn như thế này. Nó bỏ đi cái phần cột ở bên phải này đi các bạn. Rồi như vậy là anh đã hướng dẫn cho các bạn cách thiết kế ra một
trang mới dựa vào cái nội dung trang cũ và copy để nhân bản nó ra một trang mới và trình bày theo kiểu dạng landing page, nó bỏ cột bên phải đi. Thì trong video này là hướng dẫn cho các bạn làm những công việc như vậy. Và tiếp theo sẽ xin mời các bạn tiếp tục theo dõi các video tiếp theo để hướng dẫn các phần tiếp theo. Xin chào các bạn.